Úi, con dưa. Ôi trời. Chỗ mấy quả dưa này, chú anh em mình lên thì lại được đứa. Xin chào tất cả mọi người. Đang quay trở lại với anh em tôi nhá. Chào tất cả mọi người đã có lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Có mấy một quả không? À, ở kia, kia một quả nhá kia kìa. Đây này. Thì cứ hái hết đi. Anh em mình được làm bữa trưa thôi. Đây, nóng này, ngon lắm. Ở dưới này xem có không? Ở số dưới này chắc có không ạ? Đây nha, một quả đây nha. Nốt quả, thế đủ nha. Ôi giời. Đủ rồi nha. Đang đợi anh em mình đang dọc bờ nương chỗ này, đang đi bên nương của người ta. Trời, trộn là dưa này, ăn dưa đấy. Mời mọi người ăn dưa trộn với anh em mình nhé. Thả bò thế này, bò kêu bố rồi kia. Phụ này là hồng hết tóc phần rồi. À, có một cái bí. Tiệm mình đi ra mình chọn một tí. Đây mình mang đi nấu canh nè. Hơi lửa. Mọi người mình cảnh giác em. Đây. Đây nha, mang rừng lên mọi người nha. Đi đường đấy á. Ô cái này có con sâu không đấy nhỉ? Ô cái này nhìn nó kiểu nó có sâu. Mới cắn mà có cái. Đây. Rau dưỡn cá hết nhỉ. Phân phân hết đi. Đây nha mọi người nha. Đây cảnh cảnh rất là đẹp nha. Đây nương của bà con đây nha. Em tôi bắt đầu lên rừng nha. Đi theo đường lên rừng. Không vào. Hả? Là người ăn đấy. Không biết. Hai đi. Được chim hết. Anh em mình đọc bảy chim trên này nhỉ. Ừ. Đây mọi người nhé. Chúng mình đang đến rừng chuối rồi. Rừng toàn rừng chuối đó. Nghe có tiếng chim kêu ấy.
đang cứ định là làm mấy cái bẫy sinh để xem có hiệu quả không. Được chứ, to kêu thế. Anh em mình lên đi đào bẫy chim nhá mọi người nhá. À, chưa. Sao? Có thấy một con gà gì thế này? Hai con gà là béo đấy nhỉ. Thế tao phải bảo đấy. Đây mọi người nhá, có một con gà gì dưới kia nhá. Chắc có sóc về ăn đấy. Đây nhìn nó dấn dẫn. Tôi đi kiếm đứa nào đặt bẫy chim nữa rồi chúng ta. Đây hôm trước cũng mang không? Không. Đặt kia được. Đây mình thấy người chim to lắm. Đây mình quyết định là làm cái bẫy chim đây nhé. À cái bẫy hôm trước anh em mình làm. Làm bẫy đi tán đấy nhưng mà mình làm trên này cũng được. Đây có hơi quả ném gì thế này không biết có ăn được không. Trời kiểu như sắp mưa nha. Mưa mưa thì anh em mình ướt hết tập hết. Đã đổ xem nào. Nó cứ nghĩ đổ được đâu. Mùa này nó chạy hết rồi. Cái này lấy rồi sao. Ủa cái to kia cũng có kìa. Đâu. Đây. Đây nhá. Anh em tôi quyết định dừng chân đây một tí nhá. Ô, có cái hang gì đây này. Nhón lửa chỗ nào nhỉ? Lửa đây. Đây. Đấy đúng rồi. Còn...
mình nay mình đang nấu cơm, còn chua đi thang mấy cái bế sáng hay anh em mình lên xong là đi đặt bế trinh kia xem có được không. Chả biết bây giờ nó đi đâu. Đây đồ của anh em mình đây, có cái bao lô lúc anh em lên lấy được tí rau này, nhưng mà chua đi thang bế không được gì, trong này anh em mình ăn rau thôi. Anh em mình dừng chân ngay có một cái to thế này. Bấy chim có đường đấy chưa? Chưa, hai con đấy. Hai con à? Hai con à? Hai con, chim đẹp hết. À, mang xuống đây xem nào. Thế anh em mình có bữa thịt rồi. Chim gì đấy? Chim to. Đủ bữa đấy. Này. Được đấy. Thế này đủ mới làm con đủ đấy. Thôi nấu. Chuẩn bị đi dần chiến thôi. Đi rừng ngày mai được tí trinh chứ không là anh ăn rau. Rau trong rừng này thì không thiếu. Mà ăn rau nhiều quá cũng chán. Để kiếm tí tí thịt cho cuộc sống nó thêm sắc màu tí chứ. Nhà chú nha. Đúng rồi. Đây mọi người nhé. Được hai con trinh vàng xoe thế này. Thế biết trinh gì nữa. Thế được. Cây này về xào với mấy con chim vừa đấy mình chưa đi thăm bấy mấy được kia. Cây này xào với cái đấy ngon đấy, với thân của nó nữa. Mọi người nhá, lá này ra xong mình bổ lấy cái thân ở dưới.
mình phải tiến thêm mấy cây nữa. Đây mọi người, bỏ ra lấy mấy cái thân dưới này thôi, chán này thôi. Đây mọi người nhá, cái cây vừa đấy mình đi lấy, bây giờ lấy được đủ. Để mình hái được, anh em mình bắt được hai con gà rừng nha. Và lúc mà anh em mình lên đến gần nương của người dân người ta làng đây, nên anh em mình trộn được mấy quả dưa này, cả một tí rau bí. Còn có mấy cái quả này anh em mình hái ở trên rừng. Đấy, quả kiểu như quả cà đấy, cà rừng ấy, cái này nướng ngon lắm. Bây giờ mình mang đi nướng, nướng mấy quả này trước đấy, xong là tí mình xào cái món này với thịt chinh nhá. Anh em mình làm đây chinh, mấy con chinh vào đấy, đủ cũng đủ. Đây, cái này xào, còn định con này nướng. Bộ lông của nó tí vào đây ăn hết chưa. Giờ mình chuẩn bị nướng mấy quả. Cái này mình không biết là nói tiếng Kiêm, người dân tộc Kinh nó bảo cái gì cơ. Nhưng dính hết lông chinh. Nướng quả này đã làm được tí tiên chưa? Mọi người nhé, đây là mỡ nhé. Ui, cà của tao. Đây mọi người nhá, xin xào anh em mình nhá. Để cái bao đứa đấy chưa. Kiểu thế này đó. Ừ. Đây. Đây là mình chuẩn bị bông cà của mình chắc cũng được này, cơn đây. Còn mấy con này mình nướng. Đây mọi người nhá, mình hoàn thành được con này, chuẩn bị nướng. Mình có để tí ớt mới thôi, lên rừng chả có gia vị gì, để thế thôi. Còn món này của anh em mình chuẩn bị được rồi đấy. Đây chắc là để luôn này, nhìn này.
đây mọi người ơi, thân thân lớn rồi mọi người ạ. Mình đã thèn rồi. Còn cơn của anh em mình đây nhá. Đúng không ạ? Lên rừng mát lắm, bình yên lắm. Chắc phải đi chặt mấy cái lá chớ về để đấy nhá. Gà rừng cái gì sao? Nướng đi, nướng một con đi. Con này nhỉ? Kìa. Hay gà rừng của anh em mình nhá. Bị nướng. Cái này phải nướng. Thử xem chín chưa? Thử ăn ngon không? Được kêu không? Dạ. Chín là gì? Kiếm cái lá gì để đấy? Hay là để cho cái nát đấy hay là để lá gì? Để lá cái đấy. Đây món đặc biệt nhất của anh em. Tí rồi nó bâu. Đây mọi người nhá, mình chuẩn bị bỏ cái này vào nấu canh. Muộn lắm rồi. Anh em đi rừng toàn ăn trưa muộn. 2 giờ. Đây mọi người nhá, là anh em mình đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi mà muộn lắm rồi, bây giờ đây 2 giờ rồi, đi rừng lúc nào qua muộn rồi. Đây canh này, đây là cái trứng nướng của anh em mình, còn con gà rừng nướng của anh em mình nữa này. Đây là thịt chinh xào với cái vừa đấy mình đi lấy đấy. Còn đây dưa lúc anh em mình lên là anh em mình lấy của người dân nó trồng gần dắp bìa rừng đây. Còn đây là chới nhá, cái thân chới non non của nó đấy. Cái này ăn ngon lắm mọi người ạ. Mời tất cả mọi người ăn dùng bữa trưa với anh em mình nhá. Thử một miếng này xem nào. Nó cảm giác như nào. Được á.
nó do cơn của anh em, do hôm nay anh em mình đi vội quá không mang bác nên chắc dùng tặng cái này mới ra một cái. Vậy đi rừng quá, sáng đi còn anh em đi bày trinh nhưng mà mưa nên không quay được cái cảnh đấy mọi người xem, anh mọi người thông cảm. Đấy mà không mưa thì quay được cái cảnh đấy. Mời tất cả mọi người ăn cơm nhá. Ăn thử món này nha chưa? Đây, gắt ra rồi nhá. À, đây nhá mọi người. Thử lâu lắm rồi, hơn 2-3 năm rồi không ăn món này nữa. Được đấy. Ok á. Làm miếng thịt chinh. Thịt xào. Ơi, rơi đâu rồi? Tay kia không thuộm ấy. Chua lắm. Nhặt món gà rừng nha. Nhặt rừng nhá. Đói lắm rồi. Ôi, tí được mẹ thì anh em mất món đấy. Kiếm cái gì ta nghề mới đi ngoài này nè. Nè này. Ê to kìa. To sợ gì đéo đớn được. Thôi đứng. Mang cái này để ra ngoài nhé. Ok được không? Chỉ còn mấy quả cá không ạ? À. Đâu rồi? Mày để ở ngang nào đấy? Ngang vừa vừa hay là ngang bé? Ngang đấy. Để anh em mất món. Đâu đâu? Gì? Ngoài đâu? Tao đang bận làm cái này. À. Nhiều món lắm. Bảo bây giờ mưa nhá. Đang ăn cơn mưa. Thì sao ấy? Sao? Mình không thấy gì nó cũng ngon. Món đặc biệt nhất là món này chứ. Nhiều lắm mà không ăn. Đây. Chinh nướng vào anh em mình nhá. Đây nhá. Đi mình thảo thẳng biếc. Lạc vâng. Ây. Chắc lá chới. Xem nó có mưa không? Chắc không mưa đâu. Ô mọi người. Mình đang cơn dưới mình. Chỉ cho mọi người. Mình thấy một cái tổ ong. Tới tao mày lấy ong này. Đưa mọi người. To đây à? Sao cái này không thấy? Tổ ong ở đây nhá.
Rồi, chuẩn bị tới anh em mình lên lấy ống nhé. Chuẩn bị mọi người đón xem video lấy ống của anh em mình nhá. Bây giờ cứ tiếp tục chương trình ạ. Ui, động phát vào cái đấy mình đỏ luôn chứ ạ. Không chắc cũng đã thế thôi. To lên. To lắm ba luôn. Trời ơi, gọi bồi tao. Chúng là mai ngày mình đi có thu hoạch. Ông này không có lá là ông kia thôi, con sợ. Không đỏ. Ôi trời, mưa gió quá mọi người ạ. Ừ. Để mọi người nhá. Anh em đang ăn cơm thì trời đang mưa. Mưa quá. Trời này bây giờ tháng 10 đến nơi giờ mưa mưa tháng 7 tháng 8 ấy. Mưa quá nên lúc anh em mình đi đặt bẫy ấy, không quay được cho mọi người xem, mọi người thông cảm nghe mình. Thế đó. Có lẽ chắc anh em mình kết thúc video tại đây. Đây anh em. Hẹn gặp lại mọi người trong video anh đi lấy ống của anh em mình nhá. Anh em mình đang ăn cơm thì tự dưng thấy mua tổ ống ở đây. Mọi người nhớ đón xem video đi lấy ống của anh em mình nhá. Nó ở ngay đây. Do mình chưa có nhu cầu đầu tư máy quay nên nó không kéo về còn nó không được đạt mấy. Chưa đủ điều kiện như thế. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo của anh em mình nhé.